kết của Dương 24. Các vận động viên đang rất cố gắng. 25 vận động viên này thì sẽ có trình độ tốt hơn rất nhiều, đều đều hơn rất nhiều. Và họ đang ngay lập tức tấn công. Họ cũng có kinh nghiệm hơn ở hai vòng đua đầu tiên, ở vòng đua vòng loại. Và chúng ta có thể thấy các vận động viên ngay lập tức tấn công ra. Lực lượng của câu lạc bộ mô tô thể thao Hà Nội cũng đang hỗ trợ rất tích cực cho các vận động viên, dẫn đường để các vận động viên đi đúng đường, hỗ trợ cho các vận động viên bảo vệ lộ trình. 25 cái tên chúng ta có Trương Đức Minh, Hoàng Minh Tuấn, Hoàng Minh An, Vũ Tiến Vinh, Nguyễn Đình Lộc, Ưng Mạnh Cường, Lê Tuấn Hưng, Nguyễn Thái Nguyên, Lê Trần Gia Bảo, Lê Duy Tiến, Ngô Phúc Minh Quang, Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Nhật Minh, Đỗ Quốc Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Đức Lộc, Bùi Tân Hưng, Nguyễn Minh Triệu, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Hữu Bảo Minh, Trần Anh Tâm Tiến, Trần Gia Kiệt, Đặng Lê Anh Dũng, Vũ Mạnh Cường và Cao Gia Minh. Các vận động viên bám khá sát nhau. Đây cũng sẽ có 3 vòng đua và các vận động viên sẽ phải giữ sức. Tăng sức sớm quá cũng có thể khiến cho các vận động viên bị hụt hơi ở những vòng đua cuối cùng. Rõ ràng so với cả vòng loại thì các vận động viên tham gia vòng chung kết này có kinh nghiệm hơn, có kỹ thuật tốt hơn rất nhiều và họ cũng đã rất quen thuộc với đường đua rồi. Lúc này thì có 2 vận động viên đã tấn công ra trước. Nhưng đây mới chỉ là vòng đua đầu tiên thôi. Sẽ còn rất nhiều kịch tính ở những vòng đua tiếp theo. Vì nó bám rất sát nhau vì thể lực của họ tốt hơn, thể lực đồng đều, kinh nghiệm có thừa. Như thế lúc này các vận động viên đang dẫn đầu gồm có 5 vận động viên số 31, 01, 11, 54 và 76. Ba mốt là Ưng Mạnh Cường, còn số 1 là Trương Đức Minh, số 11 các vận động viên đang thi đấu rất quyết tâm và bám rất sát nhau. Chúng ta đang có số đeo 54 là người dẫn đầu, Nguyễn Minh Phong của Hòa Bình. Hạng nhì đang là số đeo 31. Số 54 đó là Nguyễn Minh Phong Hòa Bình dẫn đầu, số 31 Ưng Mạnh Cường Hà Nội đi thứ nhì và số 79 Trần Đức Lộc Hà Nam đi thứ ba. Như chúng tôi đã nói, trình độ của các vận động viên ở vòng chung kết này tốt hơn rất nhiều so với vòng loại, đồng đều hơn, kỹ thuật hơn, nắm đường đua tốt hơn và họ đang rất cố gắng. Năm 54 Nguyễn Minh Phong Hòa Bình dẫn đầu. Ta cũng có số 31 Ưng Mạnh Cường của Hà Nội, số 79 Trần Đức Lộc Hà Nam, số 11 Hoàng Minh Tuấn của Vĩnh Phúc, số 01 Trương Đức Minh của Hà Nội. Như vậy 54 từ vị trí thứ tư đã vượt lên vị trí đầu tiên. Nhưng chưa nói trước được điều gì. Các vận động viên phong trào, các vận động viên trẻ thi đấu ở nội dung figure này đang chơi rất tốt. Sự phát triển mạnh mẽ của figure cũng là một điều rất tốt cho phong trào xe đạp Việt Nam. Năm vận động viên đầu tiên là số 1 Trương Đức Minh, số 11 Hoàng Minh Tuấn Vĩnh Phúc, số 79 Trần Đức Lộc Hà Nam, số 31 Ưng Mạnh Cường Hà Nội và số 54 Nguyễn Minh Phong Hòa Bình. Đây là 5 cái tên đang sắp hoàn thành vòng đua thứ 2. Hấp dẫn quá, liên tục thay đổi về vị trí. Và các trọng tài đích cũng đang rất vất vả. Nhưng sự cổ vũ của khán giả là rất lớn và đây sẽ là động lực để các vận động viên cố gắng hoàn thành vòng đua chung kết này cũng là như là giành chiến thắng. Rất nhanh các vận động viên đang thi đấu sắp hoàn thành xong được vòng thi đấu thứ 3 rồi. Đây cũng là vòng thi đấu cuối cùng. 5 vận động viên đi đầu bám rất sát nhau. Và chắc chắn là cuộc chiến ở vạch đích sẽ còn gay cấn lắm. Khi các vận động viên đang có thể nói là kè nhau rất là quyết liệt. Thậm chí họ đầy bản lĩnh và đầy kinh nghiệm. Các vận đi đầu như chúng tôi cũng đã giới thiệu, số 1 Trương Đức Minh Hà Nội, số 11 Hoàng Minh Tuấn Vĩnh Phúc, số 79 Trần Đức Lộc Hà Nam, số 31 Ưng Mạnh Cường của Hà Nội và số 54 Nguyễn Minh Phong của Hòa Bình.
lần đầu tiên chúng ta tổ chức Fikir một cách bài bản và một cách chuyên nghiệp. Đây cũng sẽ là những kỷ niệm rất đẹp đối với cả các vận động viên phong trào, các vận động viên trẻ chơi Fikir. Chỉ là một phong trào tự phát nhưng bây giờ họ đã bước vào một sân chơi lớn hơn. Và trong kế hoạch năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức một vòng đua Fikir toàn quốc dành cho các vận động viên phong trào để giúp các vận động viên trẻ, các những người chơi Fikir phong trào có cơ hội thi đấu, có cơ hội cọ sát và có cơ hội giao lưu, đồng thời đặc biệt là học hỏi những gì tốt nhất, những gì đẹp nhất, những gì đáng yêu nhất của xe đạp. Sắp kết thúc rồi, chỉ còn lại khoảng 400m nữa thôi và chúng ta đang thấy các vận động viên đang... Số 1, 31, 54 đang là những người dẫn đầu. Ai sẽ về đích đây? Ở phía đích đã có sự cổ vũ rất lớn của những người hâm mộ. Và có vẻ những người về đầu là số đeo 01 Trương Đức Minh Hà Nội chăng? Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả từ đích của trọng tài. Nhưng ở đích các trọng tài sẽ phải cố gắng lấy hết tất cả các số hạng của các vận động viên. Cho nên sẽ phải rất cẩn trọng để có thể xác định chính xác được thành tích của các vận động viên. Chúng tôi cũng chỉ đưa ra nhận định của mình mà thôi.